đi khùng đi. Hả? Đi thẳng hết đường đi coi có gì không? Hả? Ai nó còn cái cầu trên kìa. Ờ. Đi hết cái đường này có gì không nữa. Hello mọi người. Có ai Hội An không mình mà uống cà phê nè. Quay lại đi. Lên đây anh quay. Nắng lắm mọi người ơi. À nắng lắm, trừ vắng bóng luôn. Châu phát lại hả? Hết hello anh. Nắng vẫn khùng lên rồi. Nó cấm xe, không đi xe vào được. Thuê xe đạp đi. Anh này đang ở đâu á? Nắng quá du khách và chạy hết luôn.
chào bạn Ái Nhi bốn con. Wow, nắng. Hello mọi người. Cảm ơn mọi người thả tim nha. Cũng khá lâu rồi mình không có like. Đi like chả có ai nói chuyện. Cũng không biết nói chuyện gì. Đây là chùa Cầu à. Chùa Cầu đang tu sửa. Đang trùng tu. Hello Tin Nguyễn. Chắc tuần sau về đi Vũng Tàu quá. Vũng Tàu chắc cũng nắng giống Hội An à. Hội An hiện tại đang là khoảng 42 độ. 42 độ. Chính xác là 42 độ. Alo cà phê nhé. Xin số điện thoại không cho. Không biết alo bằng cách nào ạ. Alo bằng niềm tin quá. Hồi trước nhà mình cũng kinh doanh ở Vũng Tàu và hiện tại cũng đang ở Vũng Tàu ở ngay Trường Công Định.
ngay vòng xoay ngã năm ba cu Trương Định Lê Hồng Phong. Mà công nhận là mấy người nước ngoài ta chịu đựng cái nắng này giỏi thiệt, người ta càng thích nắng. Khi ra Đà Nẵng với Nha Trang thì họ, người ta khoái nắng, mình thì trốn nắng. Mình ít đi không rành đường. Ở Vũng Tàu là chị ở ngay trung tâm thành phố hay là ở huyện? À, ở Bà Rịa. Ở Bà Rịa gần khu nhà chuông không? Bà Rịa hồi đó là mình cũng ở năm 2006, ở 2 năm, ở đường Cách Mạng 8. Hồi trước mình kinh doanh shop quần áo ở Bà Rịa và Vũng Tàu. Giờ Vũng Tàu vẫn còn. Nghề chính là chỉ có đi hóng hớt hay đi uống cà phê. Cà phê cả nước, ở đâu có quán cà phê ở đó có mình. Còn nghề tay trái là nghề mà xốp quần áo. Đâu có giàu đâu làm cho người ta đâu. Làm công nhân, làm cu li á. Có đâu, chỉ có đi nhận setup quán cà phê, quầy pha chế, ba nhà hàng. Thôi chắc đi về quá. Dạ, đi, chiều tối nay về Quy Nhơn. Tranh thủ từ Hội An về Quy Nhơn mà có khả năng là chạy về Nha Trang ngủ, uống cà phê ở Nha Trang là ngày mốt về Hồ Chí Minh ghé qua Mũi Né chút. Mình cũng muốn. Nhớ cho số điện thoại nha. Rồi, ra Bà Rịa là uống cà phê nha. Dạ, mỗi ngày ở một tỉnh, công việc là mỗi ngày ở một tỉnh, không có được ở lâu. Đầu tháng 6 là ra ngoài miền Bắc à? Ra hết, đi hết miền Bắc 3 tháng rồi cái đi vào miền Tây. Đi sợ lắm rồi, 12 năm nay đi không à. Đi công việc chứ không có được đi chơi. Đi chơi là có gia đình, có người yêu. Còn này đi đi theo team không à. Thế là không có người. À mà không phải không có người mà là lâu rồi không có cảm giác là có người, có người yêu. Đang độc thân á, độc toàn thân luôn. Chị có ai làm mai nha. Chỉ có ba mẹ thôi, lâu lâu về nhà ba mẹ, thăm ba mẹ. Với hai con.
Sao lại ok chị được không? Ai cũng được, miễn là người ta thương, người ta yêu mình cũng được. Giờ cũng mà cầu mong có người yêu để dừng lại một chỗ, đi hoài quá rồi.